Khi nhắc tới một sản phẩm ngon, bổ mà lại còn phải rẻ nữa thì anh em sẽ nghĩ đây là sản phẩm như vậy. Nhưng thực tế không phải, hoặc là chí trong video ngày hôm nay sẽ không phải sản phẩm này. Cái mà mình muốn nhắc tới cho anh em đó chính là một CPU đến từ AMD. Một sản phẩm nữa đưa lên, không phải sản phẩm này nhá. Đây mới chính là những cái trọng tâm mình muốn giới thiệu cho anh em. Đây là các loại Colorful RTX. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Rồi, vậy thì đầu tiên thì mình sẽ nói phần CPU đi. Và để đảm bảo cho một bộ PC nó đảm bảo được yếu tố ngon, bổ, phải rẻ thì đương nhiên chúng ta phải dùng CPU của AMD rồi đúng không? Thì ở đây sẽ là CPU Ryzen 5 3005, 6 nhân, 6 luồng, giá rẻ lắm, chỉ hơn 3 triệu thôi. Anh em sẽ nhận được một mẫu CPU có hiệu năng gọi là rất ngon trong tầm giá đi. Nếu mà so với một CPU khác của Intel thì chắc chắn CPU của AMD nó vẫn có một cái gì đó đáng lựa chọn hơn. Bởi vì trong mức giá khoảng 3 triệu anh em sẽ có một CPU 6 nhân như mình đã nói. Mức xung nhịp ấy cao nhất có thể đạt được là 4.1, chưa kể anh em có thể ép xung được nữa. Thế nên việc sở hữu một CPU AMD bây giờ là một sự lựa chọn vô cùng chính xác. Và để đảm bảo cho cái giá thành của toàn bộ các bộ PC nó rẻ hết cỡ thì mình sẽ lựa chọn một số các sản phẩm gọi là sao cho tối ưu nhất. Và cụ thể ở đây thì nó có cả loại RTX 2060 Super nhá. Anh em nhớ cho mình nhá, RTX 2060 Super nhưng đến từ Colorful. Một số anh em có suy nghĩ rằng là cả loại đến từ Colorful nó kiểu nó không ngon, một hãng đến từ Trung Quốc. Nhưng em phải nhớ rằng một điều như này này, Colorful là một hãng gọi là gần như lớn nhất ở Trung Quốc, cái thị phần của hãng ấy lớn nhất tại trường cả loại ở Trung Quốc. Còn ở Việt Nam thì nó xếp thứ tư, xếp sau là MSI này, Acer này và Gigabyte. Như vậy anh em hoàn toàn có thể tin tưởng để sử dụng. Ngoài ra thì hệ thống tản nhiệt của cả loại 2060 Super Colorful cũng cực kỳ ngon, với bốn ống đồng được mạ niken sáng bóng cả các cái tấm tản nhiệt nữa, thì họa chăng có mỗi cái thiết kế nó chiệt đẹp lắm. Tuy nhiên cái hiệu năng mà cả loại mang lại là không gì để bàn cãi được. Nhắc tới phần RAM hay là bộ nhớ trong đi thì CPU của AMD được hưởng lợi cực kỳ nhiều phần bus RAM cũng như dual channel. Vì thế mình sẽ lựa chọn hai bộ kit với tổng dung lượng là 16GB mình đang có ở đây. Đây là RAM của PNI và cái bus mặc định của hai kit RAM này nó đã là 3200 rồi, tức là các bạn chỉ cần cắm vào, nếu như bên các bạn chưa nhận chỉ việc bật tính năng XMP lên, nó lên khoảng độ 3200 và khi đấy hiệu năng của toàn bộ máy nó sẽ cải thiện lên khoảng độ 10% nếu như các bạn gọi là biết set một cách chuẩn hơn. Bởi vì đây hai thanh RAM này anh em phải cắm vào hai khe, có thể mê anh em có hai khe là cắm kiểu gì cũng được, 4 khe ấy phải cắm tật chuẩn khe vào, cắm nhầm khe là nó không chạy được ngon thì đấy là lỗi của anh em chứ không phải lỗi của bọn mình rồi. Và tiếp theo đó mình sẽ nói về phần main. Main sẽ là B450 đến từ ASRock. Thì main của ASRock nó đảm bảo luôn cho anh em tính năng và vẫn nhiều khe RAM nhá, khe DDR2 nó vẫn có nhiều và mức giá của nó rẻ, nó hoàn toàn có thể đi được với CPU Ryzen 5 3005, hoặc thậm chí anh em thích một CPU nó lớn hơn một chút như kiểu Ryzen 5 3006 hay thậm chí là 3600X thì cái mẫu main này vẫn có thể đáp ứng được. Và ngoài ra nữa thì main này vẫn hỗ trợ ép xung cả RAM lẫn cả CPU, anh em chỉ cần thích có thể ép xung nhẹ nhàng thôi, mình không khuyến khích anh em ép xung một cách gọi là quá try hard trên cái mẫu main này. Cuối cùng để nhét được toàn bộ các linh kiện mình vừa giới thiệu cho anh em, chúng ta sẽ cần một cái vỏ cây, mà cái vỏ bên ngoài ấy nó càng đẹp thì càng tốt, nó chứa được nhiều thứ hơn. À không, nhầm. Đây không phải vỏ mình nhắc tới, đây mới chính là thứ mình muốn nhắc tới cho anh em. Một vỏ cây đến từ thương hiệu Sigmatec, anh em có thể lắp được các cái đèn quạt này, đèn LED RGB này, hay thậm chí thêm một cái tản nhiệt LED RGB giống như mình ở đây thì lắp vào nó sẽ đẹp trông như hình như này. Thì đây là mình lắp vào trang trí cho anh em thôi, kiểu là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm đấy. Thì nếu anh em thích thì có thể mua, hoặc là đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, anh em quan tâm thì có thể click vào. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của PC này để giúp cho anh em có một cái nhìn trực quan nhất xem nó có xứng đáng với những gì anh em bỏ ra hay không.
các bạn quan tâm đến bộ PC chỉ loanh quanh khoảng 17-18 triệu mà sử dụng CPU Ryzen 5 3000 và card đồ họa RTX 2060 Super thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả video. Và đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!